chào tất cả quý vị anh chị và các bạn ha. Hôm nay thì Kiên sẽ chia sẻ với quý vị những anh chị nào mà chưa có đi hầm đủ thêm lần nào á, hoặc là những anh chị ở ngoài Bắc hoặc là những kiều bào nước ngoài, thì Kiên sẽ đi qua hầm đủ thêm và ghi lại cái cảnh qua hầm đủ thêm để chia sẻ với mọi người nhá. Rồi hiện tại thì Kiên đang đi ở trên cái đường Cách Mạng tháng 8. Bây giờ là 4 giờ, nên là cái giao thông thì cũng chưa có đông lắm nha quý vị. Khoảng là tầm 4 rưỡi 5 giờ là khi người ta tan tầm á, thì cái giao thông ở đây rất chi là đông và có cái tình trạng kẹt xe nha. Còn giờ thì chưa có đông lắm nên là vẫn đang lưu thông bình thường nha. Bình thường thì Kiên cũng hay đi cái đường qua hầm Thủ Thiêm này quý vị. Buổi tối thì qua hầm Thủ Thiêm rất là đẹp luôn. Ban ngày thì không biết như nào, thì hôm nay Kiên sẽ đi ban ngày xem hầm Thủ Thiêm nó có đẹp hay không nha. Còn khoảng khoảng 1 cây nữa thì đến hầm Thủ Thiêm quý vị. Rồi. Ta sắp tới cái ngã 6 Phù Động. Càng đi vào trong sâu thì tình trạng xe nó đông càng nhiều nha quý vị. Ở trong này cũng hay xảy ra kẹt xe khi mà chiều về quý vị. Đây, sắp đến Trung Thu rồi nên ở đây bán rất nhiều bánh Trung Thu nè quý vị. Bánh Trung Thu bánh gì cũng có luôn. Hôm nay âm thì là mùng 6. Thì còn cỡ là 9 ngày nữa là Trung Thu quý vị ạ. 9 ngày nữa Trung Thu thì cái không khí Trung Thu ở cái thành phố mình đang rất là nhộn nhịp. Ở Việt Nam có cái gọi là Tết Trung Thu. Tết Trung Thu là cái Tết mà người ta gọi là Tết để rước đèn đó quý vị, rước đèn để tổ chức những cái buổi vui chơi cho những cho các cháu nhỏ, rồi gia đình quây quần tụ tập lại, sum họp lại quý vị, ăn những cái bánh ngọt, những cái bánh Trung Thu đó quý vị, cảm giác rất là tuyệt vời nha. Vì vậy nên là đi dọc đường là chỗ nào cũng thấy bán bánh Trung Thu. Ở Việt Nam thì có rất nhiều loại bánh Trung Thu luôn. Bánh Trung Thu Kinh Đô, bánh Trung Thu Đồng Khánh. Hai cái nhãn hàng lớn nhất ở Việt Nam mà Kiên thấy nhiều nhất. Đây có cái biển là Trung Thu Mơ Ước quý vị. Dành cho trẻ em hoàn cảnh khó khăn đấy. Nhiều cái chương trình rất là tuyệt vời.
dành cho những cái đứa trẻ mà có những cái hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nha quý vị. Cái này người ta có làm những cái băng rôn này quý vị. Này, những băng rôn này trung thu mơ ước này, tổ chức ngày 30 tháng 9 đến ngày 1 tháng 10 2017 tại Mesa Group. Chương trình như này thì rất hết sức ý nghĩa nha quý vị. Đây là cái đường này, cái đi cũng hơi kẹt xe này. Phương tiện đang lưu thông rất lớn nha. Nên là cứ cả nhích hoài à. Rồi sắp tới hầm Thủ Thiêm rồi quý vị. Đây là cái ngã 6 Phù Đổng nha. Đây là ngã 6 gọi là ngã 6 Phù Đổng. Hay là gọi là Phù Đổng Thiên Vương đó quý vị. Đây là một vị thần của Việt Nam, Thánh Gióng nha. Ta sẽ đi sang cái cầu gọi là cầu Ông Lãnh bên này. Sau đó thì ta sẽ chạy sang cái cầu Ca Mét. Thì đến cái cầu Ca Mét thì sẽ xuống hầm Thủ Thiêm nha quý vị. Đang đi trên con đường Nguyễn Thái Học nha quý vị. Đường Nguyễn Thái Học này thì thường thường là nó hay bị kẹt xe lắm. Cứ từ khoảng 5 giờ chiều mà đến 8 giờ tối là nó cứ kẹt cứng thôi. Hôm nào đi qua đường này nó cũng bị trễ giờ. Cái hầm Thủ Thiêm á, thì Thiên thấy là ở Việt Nam là nó được gọi là cái hầm nó là gọi là hầm mà nó hầm vượt sông mà lớn nhất Đông Nam Á này quý vị. Rồi đây đang dừng đèn đỏ nha. Xe cũng đỡ đi quý vị. Ta sẽ đi dưới cái cầu này nha. Dưới cái chân cầu này là chạy thẳng sang đại lộ Mai Chí Thọ. Sau đó chúng ta sẽ đi qua cầu Ca Mét và chạy xuống hầm Thủ Thiêm. Cầu này là cầu Ông Lãnh nha quý vị. Đây chúng ta sẽ đi bên dưới cầu Ông Lãnh này nè. Đây cầu Ông Lãnh đây. Đây có một cái bảng chỉ dẫn cho quý vị à. Là hầm Thủ Thiêm kìa, Thủ Thiêm kìa. Thì chúng ta sẽ phía bên phải là Chợ Lớn, còn chúng ta sẽ trái là Thủ Thiêm nha. Yeah.
Ngoài trước mặt chúng ta có thể thấy tiếp tục hành trình ha, chúc cầu thủ thêm ha quý vị. Đây, cái đường này rất đẹp nha, ta sẽ đi vòng xuống này đây này, qua cái cầu ông Lãnh này, rồi đi qua cái cầu Ca Mét. Phía trước mặt quý vị là cầu Ca Mét nha. Cầu Ca Mét này là một cái nhánh cầu rất đẹp, nó có hình chữ dấu cộng không quý vị, rất là đẹp luôn. Chúng ta sẽ chạy thẳng cái đường bên dưới này, chúng ta không có đi lên cầu Ca Mét mà chúng ta sẽ đi bên dưới cầu Ca Mét để xuống hầm Thủ Thiêm nha. Đây, cái đường này xuống hầm Thủ Thiêm nè quý vị. Ở đây có một cái chốt công an nha. Đi xuống hầm thì chúng ta chỉ có bật đèn chiếu gần nha quý vị, không có bấm còi. Và ta sẽ chạy với tốc độ từ 40 đến 50 km/h nha, không có chạy quá nha. À, quý vị nhớ là chúng ta hạn chế vượt xe phía trước, tại vì khi mà vượt thì cái trong hầm đường rất là hẹp nên là rất là nguy hiểm nha. Rồi chúng ta chuẩn bị xuống hầm này. Wow, cái cảnh xuống hầm rất là tuyệt vời quý vị. Hầm này là vượt sông dài nhất Đông Nam Á nha quý vị, mà nó là hoành tráng nhất Đông Nam Á luôn. Đây, hầm vượt sông đây, chúng ta sẽ đi xuống dưới lòng sông luôn, chúng ta sẽ đi xuống dưới lòng sông luôn. Wow, wow, chúng ta sẽ bật đèn chiếu gần nha. Hai bên hầm thì nó có những cái cửa thoát hiểm nha quý vị. Nếu như mà có một cái vấn đề gì mà bị xảy ra tai nạn á, chúng ta có thể thoát hiểm bên dưới nha. Bên trong hầm á, thì có những cái máy gọi là mũi quạt á, quạt hút gió á, nên là rất là ồn. Không biết là Kiên nói cái gì có nghe được không nha. Đây, chúng ta sẽ đi với tốc độ từ 40-50 km/h nha. Và hạn chế là chúng ta sẽ hạn chế vượt nha. Rồi, chúng ta sẽ đi rất từ từ. Rồi chúng ta đang bên ở dưới hầm này quý vị. Rồi đang ở độ sâu nhất này. Bên trên là hàng triệu mét khối nước ở bên trên nhá. Rồi chúng ta đang đi bắt đầu lên đi thẳng lên dốc này, lên trên hầm này. Rất tuyệt vời nhá quý vị. Ban ngày cũng rất đẹp luôn. Quá tuyệt vời. Hai bên là cái cửa thoát hiểm quý vị. Trong hầm thì rất là ồn, nên là không biết quý vị có nghe cho không nha. Wow, sắp sang hầm rồi. Ở bên phía bên kia là cái khu đô thị Sa La của Đại Quang Minh nha quý vị. Cái khu đô thị này thì rất là đẹp, nó hoành tráng nhất gọi là Việt Nam luôn. Tương lai nó là một trong những cái khu trung tâm thương mại, trung tâm tài chính của Sài Gòn, của cả nước Việt Nam nhá. Đây, chúng ta sẽ đi đây sang bên này là cái bên cái khu gọi là dự án của Đại Quang Minh, khu đô thị mới Sa La nha. Đây quý vị, trước mặt quý vị có thể thấy là cái tòa nhà tái định cư rồi. Tòa nhà tái định cư rồi, một cái trung tâm mua sắm của Sa La đang xây này. Wow, trong này cũng rất đẹp, đường rất thoáng, đi không bị kẹt xe nha quý vị. Chúng ta đi thẳng là ra xa lộ Hà Nội nhá. Rồi qua hầm rồi, Kiên sẽ đi vào trong đây để mọi người có thể ngắm cái cảnh
cái cảnh sông Sài Gòn ở trong này nhá.